Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong các bộ chính sử của nhà nước quân chủ Việt Nam như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Việt Sử Thông Giám Cương Mục, cũng như trong quan niệm chính thống của các sử gia đương thời, có 3 triều đại bị đặt ra ngoài lề của dòng chính sử, bị coi là Nhuận Triều hay Ngụy Triều. Vì lẽ cướp ngôi vua, giết vua thì danh không chính, ngôn không thuận. Vì lẽ nghịch mà lấy được nước nên không được ghi chép trong lịch sử chính thống. Trong 3 triều đại ấy có nhà Mạc. Tại sao lại gọi là Ngụy Mạc? Đây có phải là lý do mà vương triều nhà Mạc sau gần 66 năm tồn tại đã phải nhận kết cục bi thảm? Tất cả sẽ có trong video dưới đây của Việt Sử Toàn Thư. Sau khi vua Lê Chiêu Tông mất, Mạc Đăng Dung, đại thần uy tín nhất triều khi đó, lại giả cách lui về Cổ Trai, Hải Phòng. Tháng 4 năm 1527, vua Cung Hoàng sai người cầm cờ tiết mao, mang kim sách, mũ áo ô lọng, đại ngọc, kiệu tía đến làng Cổ Trai, tấn phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương, ra thêm kiểu tích gồm xe ngựa, y phục, nhạc khí, cửa sơn son, quân hộ vệ, cung tên, nạp bệ, thể hiện sự trọng đái với Mạc Đăng Dung. Nhưng đáp trả sự trọng dụng đó, tháng 6 năm 1527 cho quân vào kinh ép vua Lê nhường ngôi. Chưa Mạc lên ngôi nhưng cũng chỉ chính thức tồn tại ở đất Thăng Long hơn 60 năm. Sau đó, hơn nửa thế kỷ phải chạy trốn lên tận phía Bắc nhờ sự giúp đỡ của nhà Minh mà tồn tại thêm được 3 đời. Tại sao nhà Mạc phải chạy lên tận biên giới phía Bắc xây dựng cát cứ? Lý do gì khiến vương triều nhà Mạc nhận kết cục bi thảm? Trước khi tìm hiểu kết cục bi thảm của vương triều Mạc, chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình tiếm ngôi vua triều Lê của Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung là hậu duệ 7 đời của vị trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Sau khi quân Minh sang thống trị nước ta, cháu mấy đời của gia tộc lâm vào cảnh nghèo khó, buôn ba về Cổ Trai, vùng Hải Xương, Hải Phòng làm nghề trải lưới. Ông có sức khỏe lạ thường, bơi lội như con cá kình, treo lái thuyền băng băng ngược gió. Mạc Đăng Dung được xung vào đội quân túc vệ, khởi sự chỉ là một viên võ quan cấp thấp, cầm lọng che theo xe vua uy mục. Trải qua 3 đời vua, từ một quan võ cấp thấp nhờ tài trí mưu lược, năm 25 tuổi, 1508, Mạc Đăng Dung được phong đô chỉ huy sứ đứng đầu quân túc vệ. Năm 35 tuổi, năm 1518, được thăng đề đốc tước Vũ Xuyên Hầu, thống lĩnh quân thủy bộ sứ Hải Dương. Do đánh dẹp được cuộc nổi loạn của Lê Do, chiêu hàng Nguyễn Kính, Hoàng Duy Nhạc nên năm 1519, khi 36 tuổi, ông được phong tước Minh Quận Công. Năm 38 tuổi, 1521, được tấn phong Nhân Quốc Công. Và đến năm 40 tuổi, đã lên tới cực phẩm tước Thái Sư An Hưng Vương. Khi quyền bính đã về tay, Mạc Đăng Dung cũng phải tìm cách để củng cố địa vị của mình. Ông tiêu diệt các lực lượng chống đối. Ngày 18 tháng 12 năm 1526, Mạc Đăng Dung sai Phạm Kim Bảng bí mật giết vua Lê Chiêu Tông ở phường Đông Hà, Thăng Long, rồi cho đem an táng ở lăng Vĩnh Hưng, huyện Thanh Đàm. Chiêu Tông bị giết, vai trò lá chắn của Cung Hoàng không còn. Đăng Dung tính chuyện cướp ngôi nhà Lê, giả cách lui về Cổ Trai, Hải Phòng, nhưng thực tế vẫn nắm triều đình. Sau cái chết của Chiêu Tông, tham vọng tiếm ngôi vua trong Mạc Đăng Dung ngày càng lớn. Đồng thời, lúc bấy giờ, xét về mọi khía cạnh thì vua Cung Hoàng đã hết giá trị lợi dụng. Vào ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi 1527, trước thời cơ giành quyền lực tối cao cai trị đất nước cho họ Mạc, Đăng Dung đem quân vào thành ép nhà vua phải nhường ngôi báu. Mạc Đăng Dung sai người tự soạn chiếu nhường ngôi, tạm thời kết thúc triều đại nhà Lê. Mạc Đăng Dung lên ngôi hoàng đế, từ đó ban lệnh đại xá thiên hạ, lập tức phế truất vua Lê Cung Hoàng, đem giam cùng Thái Hậu ở cung Tây Nội. Vài tháng sau, Mạc Đăng Dung bắt Cung Vương và Thái Hậu phải tự tử. Đại Việt Thông Sử viết về việc này, Đăng Dung cướp ngôi, phế truất vua xuống làm Cung Vương, giam vua và Thái Hậu vào cung Tây Nội, không cho ăn uống gì cả trong 7 ngày, đến nỗi phải xé áo mà nhai. Sau đó, đem xác hai người phơi bày ngoài quán Bắc Sứ, nay thuộc khu vực phố Quán Sứ, Hà Nội, rồi đưa về chôn ở Lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên, nay thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình. Không giống như những triều đại khác được dựng lên thường là do đánh thắng ngoại xâm hoặc dẹp loạn thiên hạ, thống nhất đất nước, thì Mạc Đăng Dung lên ngôi là do tiếm quyền và giết vua. Chưa kể, sau khi lên ngôi, với quan niệm diệt cỏ phải diệt tận gốc, Mạc Đăng Dung không nhận được sự ủng hộ của người dân, đặc biệt những người phủ Lê.
quá trình phương triều nhà Mạc trị vì đất nước có nhiều vấn đề. Trong đó có một vấn đề được nói đến nhiều nhất là cắt đất cho nhà Minh vì sợ sẽ bị nhà Minh cho quân sang vì tội giết vua Lê lên ngôi. Vì thế, khi lên ngôi được một năm, tức năm 1528, Mạc Đăng Dung sai người sang Yên Kinh báo với nhà Minh với nội dung là con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa, dặn cho đại thần họ Mạc tạm trông coi việc nước, cai trị dân chúng. Vì sợ nhà Minh nên để giữ hòa hiếu, Mạc Đăng Dung cắt đất cho nhà Minh. Mùa đông, tháng 11, Mạc Đăng Dung cùng với cháu là Văn Minh và một số bề tôi qua trấn Nam Quan. Mỗi người đều cầm thước, buộc dây ở cổ, đi trên không đến phủ phục trước Mạc phủ của quân Minh quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng các động Tây Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát, An Lương, La Phù của Châu Vĩnh An, trấn Yên Quảng, xin cho nội thuộc vào Khâm Châu. Đồng thời xin nhà Minh ban chính sách cho ấn chương để kính cẩn coi giữ việc nước và chờ lệnh thay đổi hay quyết định khác. Tướng nhà Minh bèn xin với vua Minh ban cho lệnh cho ấn chương và bảo ông giữ cẩn thận để quyết định sau. Năm 1541, nhà Minh phong cho vua Mạc làm An Nam đô thống ti sứ, cho ấn bạc vẫn cho thế tập. Còn 13 lộ cứ để tiền cũ đều lập phủ ti, đặt các chức như tuyên phủ, đồng tri, phó sứ và thiêm sự, cho chức đô thống sứ được cai quản, điều khiển và phải triều cống. Cắt đất cho nhà Minh để cầu hòa và mong nhận được sự giúp đỡ của nhà Minh trong công cuộc chống lại phong trào phủ Lê diệt Mạc của nhà Trịnh Nguyễn. Nhưng trong nước, trước các phong trào chống Mạc dâng cao, nhà Mạc cũng dần dần suy yếu. Năm 1530, Lê Ý khởi binh ở Thanh Hóa chống lại họ Mạc. Quân số vài vạn người, Mạc Đăng Dung tự thân cầm vài vạn quân thủy bộ giao chiến với Lê Ý ở sông Mã. Quân Đăng Dung thường thua, đành dẫn quân về để Mạc Quốc Trinh ở lại chống giữ. Sau đó, Mạc Đăng Doanh từ Kinh Sư dẫn quân vào, giao chiến với Lê Ý lại bị đánh bại, dẫn quân trở về. Sau những chiến thắng, Lê Ý chủ quan, quân ít lương hết, đội ngũ rời rạc. Mạc Quốc Trinh nghe tin báo, liền dẫn quân tinh nhuệ tập kích, bắt sống Lê Ý về Kinh Sư xài ngựa xé xác. Lê Ý thất bại, nhưng thổ tù các nơi vẫn không quy phục nhà Mạc. Nguyễn Kim đóng ở Ai Lao, anh em Trịnh Ngung, Trịnh Ngang chiếm cứ xứ Thái Nguyên, Vũ Văn Uyên chiếm xứ Tuyên Quang. Các tướng này đều danh nghĩa phục quốc. Suốt một dải ven núi các xứ Thanh, Nghệ, Tuyên, Hưng đều không theo họ Mạc. Năm 1531, Viêm Bích Khê hầu Lê Công Uyên, người huyện Lôi Sương, cháu của công thần thời vua Lê Thái Tổ là Lê Văn Linh, khởi binh đánh vào cửa Chủ Tước, bị thua phải chạy vào Thanh Hóa. Đăng Dung phát binh diệt trừ, Lê Công Uyên bị giết. Xứ Thanh Hóa, Nghệ An, binh hỏa liên miên, nhân dân lưu tán, vườn ruộng bỏ hoang. Đến năm 1540, Mạc Đăng Doanh chết, Đăng Dung trở về Thăng Long, dựng cháu nội là Phúc Hải lên nối ngôi. Trong khi đó, tại Lào, tướng của nhà Lê là Nguyễn Kim đưa Lê Duy Ninh lên ngôi, lấy hiệu là Lê Trang Tông vào năm 1533. Với khẩu hiệu Phủ Lê diệt Mạc, Nguyễn Kim vừa xây dựng lực lượng, vừa tổ chức tiến quân về nước. Năm 1539, Nguyễn Kim đánh chiếm được huyện Lôi Sương ở Thanh Hóa. Năm 1540, tiến vào Nghệ An và bắt đầu xác lập lại vị trí của nhà hậu Lê. Năm 1545, Nguyễn Kim bị bộ tướng của mình đầu độc chết, con rể là Trịnh Kiểm thay cha vợ nắm binh quyền. Năm 1546, Mạc Hiến Tông chết, con trai là Mạc Tuyên Tông còn nhỏ nối ngôi nên nội bộ nhà Mạc đã xảy ra biến loạn giữa các phe phái. Chú của Mạc Tuyên Tông là Mạc Điển Kính phải tập trung lực lượng trấn áp. Năm 1551, những người chống đối Mạc Tuyên Tông chạy vào Thanh Hóa đầu hàng nhà Lê. Nhân cơ hội này, Trịnh Kiểm đưa quân giải phóng toàn bộ vùng đất Thanh Hóa, Nghệ An. Ở phía Nam, sau khi trấn thủ Thuận Hóa, năm 1558, năm 1570, Nguyễn Hoàng trấn thủ Quảng Nam. Năm 1572, Nguyễn Hoàng dùng kế giết tướng Mạc, làm Mạc lập bạo và đánh. Nhà Mạc mất hẳn phía Nam và chỉ còn kiểm soát Bắc Bộ. Trước đó, thấy tình thế không thể ở Thăng Long được lâu, Mạc Mậu Hợp đã cho sứ giả đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm tương lai nên xử trí ra sao. Trạng Trình đã khuyên vua quan nhà Mạc rằng Cao Bằng tuy tiểu khả dụng số thế, đất Cao Bằng tuy nhỏ bé cũng có thể dung thân được vài đời. Năm Quang Hưng thứ 15, 1592, quân nhà Lê tiến ra Bắc chiếm lại thành Thăng Long. Nhà Mạc chạy lên Cao Bằng
chọn vùng trung tâm Hòa An đóng đô, dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở để xây dựng căn cứ, lấy Na Lữ, xã Hoàng Tung, Hòa An và Cao Bình, xã Hưng Đạo, nay thuộc thành phố là Đế Đô, lập Vương Phủ ở Cao Bình. Nhà Mạc thiết lập vương triều, xưng vương hiệu, điều hành chính sự, mở rộng khu vực quản lý cả vùng Đông Bắc của nước Đại Việt, đắp thành lũy, xây dựng lực lượng, xây dựng vùng lãnh thổ phía, cùng tồn tại song song với chính quyền Lê Trịnh. Nhiều lần, nhà Mạc lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ Lê Trịnh, kéo quân về chiếm lại Thăng Long, nhưng không giữ được lại phải rút lên Cao Bằng. Năm 1623, Bình An Vương Trịnh Tùng chết, Khánh Vương Mạc Kính Khoan từ Cao Bằng kéo quân về đóng ở làng Thủ Khối, huyện Gia Lâm, uy hiếp kinh thành Thăng Long. Nhưng khi Lê Trịnh đưa quân từ Thanh Hóa tiến ra, Mạc Kính Khoan lực yếu lại phải chạy lên Cao Bằng. Để sống yên ổn trên vùng đất Cao Bằng, nhà Mạc lại cho người sang thương lượng để nhà mình giúp. Vì muốn duy trì thế Nam Bắc Triều ở Đại Việt có lợi cho mình nên nhà Minh can thiệp, triều đình Lê Trịnh buộc phải để nhà Mạc cát cứ ở Cao Bằng. Triều đình Lê Trịnh phong cho Mạc Kính Khoan chức Thái úy, thông quốc công quản lý miền Cao Bằng. Khi nhà Minh mất năm 1644, các thế lực chính trị còn lại của nhà Minh vẫn ủng hộ nhà Mạc ở Cao Bằng. Triều Thanh còn lo củng cố thế lực và địa vị, nên nhà Mạc vẫn mặc nhiên tồn tại trước sự công nhận của vương triều mới, nhà Thanh. Chỉ đến khi nhà Mạc công khai ủng hộ Ngô Tam Quế phản lại nhà Thanh, thì nhà Mạc mới bị triều đình Lê Trịnh đưa quân lên Cao Bằng đánh bật khỏi cố đô ở trung tâm Hòa An năm 1677. Sau đó, Mạc Kính Vũ lui về thành Phục Hòa, cố thủ đến năm 1683. Vương triều Mạc ở Cao Bằng mới bị đánh bại. Đến năm 1692, khi bắt được Mạc Chí Kính, nhà Mạc chính thức không còn tồn tại. Con cháu nhà Mạc, một số chạy sang Trung Quốc sống ẩn dật hoặc phải thay tên đổi họ trên vùng đất biên giới Việt Trung, sống lẩn khuất trong các vùng rừng núi của đồng bào. Vậy tại sao vương triều Mạc sau thời gian ngắn thống trị và đóng đô ở Thăng Long đã sớm phải rút chạy lên biên giới phía Bắc nhờ sự giúp đỡ của nhà Minh mới có thể yên ổn được ba đời nơi vùng biên giới này? Các bộ chính sử của các triều đại sau lên án Mạc Đăng Dung đủ điều, nhất là tội chuyên quyền, cướp ngôi vua và đầu hàng giặc Minh. Vì thế, triều Mạc được xếp vào ngụy triều. Lê Quý Đôn hoặc xem nhà Mạc không tồn tại, Kiến Văn Tiểu Lục hoặc xếp vào hàng nghịch thần, Đại Việt Thông Sử. Phan Huy Chú trong lịch triều Hiến Chương Loạn Trí sau này cũng chỉ bàn tới nhà Mạc như một dị biệt. Lịch sử Việt Nam tập 1 do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì biên soạn, xuất bản lần đầu năm 1971, tái bản năm 1976 cho rằng nhà Mạc là một tập đoàn quân phiệt vì lợi ích của dòng họ mà cướp quyền đoạt ngôi, và họ Mạc tự chuốc lấy sự phẫn nộ của nhân dân. Bởi vậy, dẫu lúc đầu, một bộ phận dân chúng Bắc Hà, dân Kinh Lộ hay dân Trung Châu, theo cách gọi của người vùng Thanh Nghệ, không có sự chống đối đáng kể nào với cuộc thế ngôi của Đăng Dung, dù trong lòng có thể vẫn tiếc nuối một triều đại nhiều công tích do Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông góp công dựng nên. Nhưng việc phế bỏ nhà hậu Lê, một triều đại đã để lại những dấu ấn sâu đậm đối với lịch sử dân tộc, việc xin cắt đất Cổ Hòa và việc nhận chức An Nam, đô thống ti sứ do nhà Minh ban cho, tức là tự hạ thấp chủ quyền dân tộc, coi Đại Việt như một tỉnh của Trung Quốc. Trong giai đoạn sau đã khiến nhân dân phẫn nộ, quay lại ủng hộ phong trào phủ Lê diệt Mạc, nhà Mạc ngày càng suy yếu. Thêm nữa, các vua triều Mạc đời sau, cha con Mạc Đăng Dung thì bạc nhược, không lo đời sống nhân dân, chỉ mong hưởng thụ. Đặc biệt, Mạc Mậu Hợp cuối cùng đã đưa nhà Mạc đến một kết cục bi thảm. Trần Trọng Kim, tác giả sách Việt Nam Sử Lược viết: Mạc Đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp ngôi, ấy là một nghịch thần. Đã làm chủ một nước nhà mà không giữ lấy bờ cõi, lại đem cắt đất mà dâng cho người, ấy là người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được cái danh giá cho trọn vẹn, đến nỗi phải cởi trần trói mình lại để cầu lấy cái phú quý cho thân mình, ấy là một người không biết liêm sỉ. Một cơ nghiệp dựng lên bởi sự gian ác hèn hạ như thế thì không bao giờ bền chặt được. Tuy nhiên, với quan điểm lịch sử hiện đại ngày nay, cũng có cái nhìn mới về triều Mạc. Quan điểm này cho rằng nhà Mạc thay nhà Lê là một tất yếu lịch sử. Không phải Mạc Đăng Dung thì cũng sẽ là một con người khác. Mạc Đăng Dung chỉ là một người anh hùng lập thân ở thời loạn mà thôi. Đứng vào địa vị của Mạc Đăng Dung bấy giờ, muốn tiến thân không ai làm khác được. Giả sử Mạc Đăng Dung lui về ẩn dật, bỏ mặc việc đời, thì nhà Lê cũng không giữ nổi cơ nghiệp, ngai vàng hoặc đã về họ Trịnh, họ Trần, Trần Cảo, hay họ Nguyễn, họ Hoàng.
Trong 65 năm tồn tại và phát triển, nhà Mạc đã có những cống hiến nhất định cho lịch sử dân tộc. Nhà Mạc đã trải qua 5 đời vua, Mạc Đăng Dung từ năm 1527 đến năm 1529, Mạc Đăng Doanh năm 1530 đến năm 1540, Mạc Phúc Hải năm 1541 đến năm 1546, Mạc Phúc Nguyên từ năm 1547 đến năm 1561 và Mạc Mậu Hợp từ năm 1562 đến năm 1592. Vương triều Mạc với vai trò là một chính quyền cai trị thực sự chỉ tồn tại trong thời gian 65 năm trước khi bị lực lượng phong kiến nhà Trịnh với danh nghĩa Phù Lê đánh bật ra khỏi Thăng Long năm 1592. Nhà Mạc do thiếu sự ủng hộ thống nhất của toàn dân, toàn bộ các quần thần nên không xây dựng được khối thống nhất. Hơn nữa, nhà Mạc vì phải chống nhau với các thế lực thù địch của nhiều phe phái nên không đủ sức mạnh, buộc phải tháo chạy lên biên giới phía Bắc. Khi lên đây, nhà Mạc vì sức hèn lại mang tội cướp ngôi vua Lê nên đã nhanh chóng phụ thuộc và đương nhờ vào nhà Minh. Để rồi khi nhà Minh sụp đổ, nhà Mạc cũng phải nhận cái kết bi thảm. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.